Hello mọi người, có ai xem chưa? Sao chưa thấy hiện ai xem? Hello, xin chào mọi người. Ôi móng tay vàng quá. Hello Hồ Kim Ngân. Mọi người ơi, Phanh vừa tẩy trắng răng xong, bây giờ đang chuẩn bị nhổ nốt em răng khôn thứ 3. Đang gần Tết rồi. Hello Linh Linh. Gần Tết rồi nhưng mà tại vì cái răng khôn thứ 3 nó lại cứ nhức nhức, thế là phải chờ hết nhức xong rồi đi nhổ luôn. Đang sợ đau. Ngồi nói chuyện mọi người một tí rồi bác sĩ sẽ nhổ cho Phanh. Ngân định ý kiến gì đấy hả Ngân? Động viên tôi đi, tôi chuẩn bị nhổ cái thứ ba đấy. Có 4 cái răng khôn thì mọc cả 4, xong mọc lệch luôn cả 4 luôn ạ. Vừa mới tẩy trắng xong. Vừa tẩy trắng xong xong nhổ luôn. Chào Linh Trang Hoàng. Hello Quang Trung Hồ. Hello mọi người. Người sắm Tết đến đâu rồi? Để ai mua đào quất gì chưa? Anh bận quá còn chưa được mua. Chưa mua đào mua quất gì thế này. Hello. Đấy, mãi mới có một em Đức Phạm bảo là cố lên chị Phanh. Chẳng ai động viên cả, tôi livestream này để mọi người động viên. Chuẩn bị nhổ cái thứ ba đấy. Thật là ác mộng. Có ai khổ như tôi không? Có 4 cái đi mọc lệch cả 4, đau cả 4 mà không dám nhổ một lúc nhiều cái, cứ phải nhổ một cái một, thật là ác mộng. Ừ nhưng mà đau quá rồi thì phải nhổ thôi Ngân ạ. Tao đau. Ừ mua chị tự nhiên mà. À còn mối mới xăm môi đấy. Hôm nào review cho mọi người cái màu son nhé. Đây gần như là màu màu thật của môi này. Màu xinh lắm. Ghét thì yêu thôi có phần 2 nha. Rubikin à, mình nhổ ở 150 Trần Duy Hưng thì mình nhổ 2 cái ở đây rồi, nó không bị sưng, nó chỉ hơi bị sưng một xíu thôi nhưng mà nhổ thì nó không bị đau. Nhưng mà dù sao thì nhổ nó vẫn hơi khó chịu, nhưng mà nhổ cái này cái thứ ba rồi, nhổ 2 cái rồi thì 2 cái đều nhổ ở đây. Chào Việt Cháy. Chào Dương Thùy Linh. Cảm ơn Thanh Tùng nha. Ừ Tết này không có phim của miền Bắc đâu Duy Nguyễn ạ. Tết này không có phim. Chị cũng không làm phim Tết. Em mọc lệch 4 phát, em nhổ một lần 2 cái. Nên em tin chị sẽ vượt qua được. Chị thành nhổ thành 4 lần em ạ. Chị mọc 4 cái mà chị nhổ thành 4 lần. Xin bác sĩ nhổ cho 2 cái một lần. Nhưng bác sĩ bảo là thôi sợ kiểu sức khỏe yếu ấy, không nhổ cho 2 cái một lần. Như thường thì có những người nhổ 2 cái, có người khỏe người ta nhổ cho 3 cái một lần luôn ấy. Thế bác sĩ không cho chị nhổ 2 cái một lần, chỉ cho nhổ 1 cái một lần. Thành ra phải đến đây 4 lần liền. Tại vì hai cái kia nhổ trong âm thầm không ai động viên cả, thế nên là cái thứ ba nhờ mọi người. Cả trong lúc vừa mới tẩy trắng răng nên là nó hơi có một chút ê ê, thì đang ngồi chờ chuẩn bị nhổ răng thì ngồi livestream nói chuyện mọi người một xíu rồi mình đi nhổ răng.
xăm môi ở Thiên Hà Spa 176 Trần Duy Hưng nhá. Cảm ơn Huyền Trang. Tóc chị á, tóc chị bây giờ là màu nâu nâu đen đen thôi, cũng chẳng có màu gì đặc biệt cả. Tẩy răng nhanh lắm bạc hà, không mất nhiều thời gian, có hai cách tẩy, một là em tẩy luôn ở chỗ cửa hàng cũng được, hai là cũng thể mình mua cái đồ tẩy về xong mình tẩy, như thế thì nó sẽ rẻ hơn được, còn tẩy luôn thì nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà mua về tẩy thì sẽ mất khoảng tầm tẩy mất 3-4 lần, cũng như là 3-4 đêm cứ phải ngậm cái máng đấy, mất 3-4 đêm ấy thì nó mất thời gian hơn nhưng mà lại rẻ hơn. Ghét thì yêu thôi, có phần 2 nha mọi người nha. Em Tuệ không làm việc đi vào xem livestream làm gì đấy em Tuệ? Biết ăn đòn không? Tùng ơi về đi, chị dẫn đi làm răng. Ở đây có làm đập hết cả hàm đi và làm cho nó bằng chân chặn nhá. Bác sĩ thấy chị xinh nên bắt nhổ 4 lần được gặp lại á. Nhưng mà chị nhổ đây lần thứ 3 thì một lần bác sĩ nam, còn hai lần là bác sĩ nữ em ạ. Thế thì yêu thôi, dự tính là sang tháng 5 sẽ bấm máy, thì chắc phải tầm 4-5 tháng sau thì sẽ chiếu trên TV nha mọi người nha. Cảm ơn em Tuệ nha. Hello, xanh phanh xinh gái, bạn dịp nhà chị rất thích. Ghét thì thôi thôi, đặc biệt là cô Kim siêu vòng 3. Nhầm rồi, cô Kim siêu vòng 2 nha, không phải cô Kim siêu vòng 3 nha. Bữa gì à Tùng? Về đây chị dắt đi làm răng nghe chưa? Làm răng xong là có vợ ngay. À, chị nhổ ở 150 Trần Duy Hưng mọi người ạ, à, đang chuẩn bị nhổ đây. Một mình một chiến tuyến. Gần Tết rồi chắc chẳng có ai đi nhổ răng như mình nhỉ. Chỉ có mũi tui là đau răng ấy, mũi tui là đau răng thế nên là phải đi nhổ răng thôi. À Thủy Dung mà chắc là nhiều inbox quá chị không thể trả lời hết được mọi người, chị chỉnh hầu hết những ảnh của chị sẽ chỉnh bằng phần mềm VS Code nhá. Thu Hằng Kiều và chị nhảy nhổ ở nha khoa răng sinh 150 Trần Duy Hưng. Nguyễn Trọng Đại là ai nhé, không quen. Cảm ơn My Thảo, cảm ơn mọi người đã động viên chị. Đã có rất là nhiều dũng khí để lát nhổ răng rồi. Trời ơi, em đau về xong em phải tự tìm hiểu chứ làm sao chị ngồi đây chị hướng dẫn tìm hiểu rồi sử dụng từng phần mềm như nào được, tại vì nó có rất là nhiều màu rồi rất là nhiều cách sử dụng. Em lên mạng, nếu mà mình không hiểu cái gì mình cứ lên mạng mình tìm hiểu kiểu gì cũng có. Nhổ thì tất nhiên phải đau chứ, nhổ răng với đau thì mới đang gọi mọi người để động viên đây này. Trời ơi, chị nhổ răng khôn mà cấy vào làm gì nữa hả em? Nhổ răng khôn cho tê vào rồi không đau.
Nhổ xong chảy máu như thôi cứ lên chị Phanh. Ôi chị nhổ hai cái rồi. Nói chung là nó không quá đau nhưng mà nó khá là khó chịu. Nhưng mà chị không 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 thích cảm giác nhổ răng khôn cho lắm. Chị nhổ răng khôn ở 150 Trần Duy Hưng. Chị cũng vừa tẩy trắng xong thì cái răng nó hơi ê ấy, thì bảo bác sĩ là thôi chờ một lúc, trong một lúc thì chị ngồi livestream mọi người rồi một lúc nữa thì chị nhổ răng sao cũng được. Chào Vũ Tú Tài. Ừ tóc chị nối. Cắt mái này mọi người chê nhiều quá, đang nuôi để cho dài ra, hy vọng là đến lúc mà đóng Ghét Thì Yêu Thôi phần 2 tóc sẽ dài ra và lại để thành một cô Kim bổ luống nhỉ mọi người nhỉ. Chứ để như này á, để như này á, tóc nó trông mặt nó trông nó kiểu gì đấy không xinh. Chị lại không sợ chảy máu, chị sợ cái cảm giác mà lúc cho cái kim vào đâm vào để tiêm thuốc tê ấy, xong rồi á mình thì tỉnh xong rồi mọi người bác sĩ thì cứ đục đục khoét khoét sợ lắm. Thank you Trang Cherry. Môi mình xăm mọi người ạ. Hiện tại thì chỉ đánh son dưỡng thôi. Tết nhất rồi, nếu mà mọi người tết nhất rồi thì thực ra thì nếu mà răng khô mà không đau thì chưa nên nhổ, qua Tết hẳn nên nhổ. Còn không thì đến đây làm trắng răng, làm trắng răng Tết chơi cho xinh. Tại vì năm vừa rồi thì Phanh uống cà phê hơi nhiều, bị nghiện cà phê mà. Thế nên là răng nó nhanh xỉ màu lắm. Mặc dù là răng tự nhiên ấy thì mình lại càng phải giữ hơn. Thanh Karen Vũ nhé, cảm ơn em. Làm trắng mà nếu mà mọi người mua về nhà mà tự làm khoảng tầm 3-4 lần ấy thì hết có khoảng hơn 1 triệu thôi, mà cái thuốc của nó là thuốc cổ ngoại rất là tốt. Còn làm ở đây, làm luôn ở đây thì chỉ mất một lần thì nó chỉ đắt hơn một chút thôi. Mọi người bảo mặt Vi Lai à, đang giảm cân đấy. Cười đi rồi đúng không mọi người? Cười đi rồi đúng không? Nói để cho Phanh mừng đi, cười đi chưa? Cười đi rồi đúng không? Không bỏ công tôi uống thuốc hàng ngày. Tại vì dạo này sắp Tết rồi nên cũng chẳng đi tập tành gì, toàn uống thuốc giảm cân thôi. Gửi thuốc gì hả Tống? Em muốn thử thuốc gì cơ? Em thì chỉ uống thuốc tăng cân chứ giảm cân gì. Môi chị xăm ở 176 Trần Duy Hưng, Thiên Hà Spa nhé mọi người. Chị ơi tóc mỏng có nên nối không á? Thích thì nối. Hỏi như mình là chuyên gia làm đẹp ấy. Banh béo ơi, đừng có chê tôi béo nhá, không biết đâu là béo hơn đâu. Thuốc tẩy trắng à Tùng? Ok, thì có người về không thì chị lấy thôi, chị mua đây rồi chị gửi sang cho em. Có ai về không thì chị gửi sang cho. Hỏi đi xong rồi chị mua cho. Khoảng 6 tháng đến 1 năm sẽ tẩy trắng một lần nhá. Thực ra đầu năm là Phanh có tẩy rồi. À đâu, khoảng tầm tháng mấy là có tẩy một lần rồi. Thường là cứ 1 năm chỉ cần tẩy một lần thôi, nhưng mà năm nay uống cà phê hơi nhiều. Răng nó lại màu nhanh lắm. Nhổ răng xong ăn cơm được luôn á. Lần trước như nào nhỉ? Lần trước có ăn được luôn không chả nhớ nữa. Hình như
Như nếu mà thèm ăn quá thì vẫn ăn được cái xào ấy. Chị đang ở chỗ nha khoa Tăng Sinh ở Trần Duy Hưng. Đang chuẩn bị nhổ răng. Đêm qua nằm mơ chị mình đi lấy chồng, xong không thèm mời mình, đang dỗi thì tỉnh ngủ. Bao giờ mới lấy được chồng trời ơi. Và anh ơi ế rồi. Nói chung làm ở đây thì Phanh thấy Phanh thấy rất là uy tín, bởi vì cái anh chủ của cái nha khoa Tăng Sinh này thì làm ở trong Bộ Y tế, thế nên là người ta cũng rất là cẩn thận. Nhổ răng phải thật đảm bảo mới dám đến nhổ nha, tại vì có những người nhổ xong bị thấy bảo lên báo bị tử vong rồi biết gì, ghê lắm, sợ lắm. Mà nhất là những người mà bị răng mọc lệch mà mọc ngang như này này, răng bình thường đang kiểu thẳng 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 hết như này đúng không? Xong có những cái răng khôn mọc chéo như này, ngang như này phát mà nó không chéo chéo như này. Có những người chéo chéo này thì dễ nhổ nhá. Còn Phanh nha, của Phanh thì bị ngang như này hết. Thế rất là khó nhổ. À, vì phải đến cái chỗ uy tín thì thường thì Phanh sẽ hay làm trắng ở đây này, rồi nhổ răng khôn ở đây này, xong có mọi người trong gia đình thì toàn dẫn đến đây làm thôi. Nói chung là khá là uy tín, rất là uy tín thì mình mới đến đây làm nhiều lần như thế. Sang năm hết kim lâu lấy chồng á? Sao lại thế nhỉ? Năm nay là 28 năm thì phải 29 tuổi âm, 30 tuổi âm mới được lấy chồng. Ôi, mạng về với muôn làng chưa? Mọi người ơi, vừa nãy bị mất mạng. Trời ơi. Đâu hết rồi? Mất mạng xong cái bỏ tôi luôn đi, hết đâu rồi? Hello. Đỗ Hùng Dũng. Trời ơi, tôi bị mất mạng có một chút thôi mà mọi người đã đi hết rồi, quay lại đây. Bà Vanh Béo này rảnh thế. Đang ở cửa hàng à Vanh? Chào Thanh Huyền Trần. Hello Quất Phượng. Bao lâu bao bao giờ thì về quê ở Vanh? Mấy cả mùng mấy thì em lên đây? Đang nói tiếp với mọi người hỏi làm có uy tín không? Các thứ thì đang nói thì mất mạng. Thì Phanh đang bảo là nếu mà làm mình làm đẹp ấy thì kể cả mình xăm mắt xăm môi làm gì làm tứ lung tung, làm thẩm mỹ thẩm miết gì thì không nên kiểu tìm những cái chỗ mà nó quảng cáo kiểu như là giá rẻ hay các thứ, mà tốt nhất là mình nên tìm những cái chỗ mà nó uy tín ấy. Vân Anh muốn ăn đòn không? Thì mình nên tìm những cái chỗ mà nó thực sự mà uy tín thì hãng làm, chứ đừng quan tâm là giá, kiểu tất nhiên là giá cả nó phải hợp lý, không phải là quá đắt
Nhưng mà mọi người nên nhớ là tiền nào thì của đấy, mọi người cứ tìm những cái chỗ mà nó rẻ tiền làm ấy thì vừa nhiều khi nó là tiền mất tật mang ấy. Chỗ này có làm cả răng, nhưng mà răng em thì làm gì ở Vanh? Thì đi tẩy trắng thôi, chị cũng toàn chỉ đi tẩy trắng với cả nhổ răng ở đây thôi. Răng mà đều rồi thì không cần thiết phải kiểu đi làm bọc răng sứ làm gì cả. Chị tẩy trắng mới chuẩn bị đang nhổ răng khôn ở chỗ nha khoa răng sinh ở 150 Trần Duy Hưng, Ly Mèo ạ. Chào Hoàng Nam. Ôi lạnh quá, lạnh này nhổ răng chắc đau lắm đây. Mấy lần nhổ toàn nhổ vào mùa hè. Bác sĩ thấy mình buôn lâu quá chạy đi đâu rồi. Buôn xong với mọi người thì chuẩn bị nhổ răng. Tẩy trắng răng mà mọi người không tẩy luôn ở đây thì mua về cả bộ có khoảng tầm hơn 1 triệu. Thì tẩy 3-4 lần là trắng răng trắng bóc luôn. Chị cũng không biết ở đây giá bọc bao nhiêu một cái vì chị không làm. Nếu mà em làm thì để chị hỏi cho. Mà em làm gì ở Vân Anh? Em đi tẩy trắng thôi, răng đều như thế rồi còn gì. Răng có 4 cái mọc lệch nhá. Thì nhổ 2 cái rồi, còn 2 cái nữa hôm nay nhổ cái thứ 3. Và trước khi nhổ cái thứ ba thì tôi đã làm trắng răng và tôi đang ngồi chờ để chuẩn bị nhổ răng mọi người nhé. Lần trước hôm nay thì chưa trả tiền mọi người ạ, tại vì tẩy trắng răng ở đây luôn xong nhổ luôn thì chưa trả tiền. Thì mọi người hỏi bao tiền, còn lần trước Vanh tẩy trắng thì toàn mua một cái bộ của nó về ấy, xong mình ngậm cái máng tẩy khoảng tầm 3-4 đêm gì ấy thì răng răng nó trắng bóc, thì cái mua cả bộ đấy hơn 1 triệu hay sao ấy, mua từ đợt đầu năm chả nhớ, thì nó rẻ hơn. Còn hôm nay tẩy cái này thì nó giá nó đắt hơn một chút, nhưng mà tùy, nếu mà kiểu như mà mình không thì cái nó tốt ngang nhau thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn làm luôn ấy, mà mình muốn làm một lần thì mình tẩy luôn ở đây. Còn không thì mình chịu khó thì cứ mình sẽ ngậm cái máng khoảng tầm 3-4 buổi tối là răng nó trắng ngay mà. Ừ chị nhổ răng khôn Vanh ạ. Sao thế? Thank you anh Hoàng. Tẩy miền chị tẩy không thấy buốt. Lúc mà chị mua cái tẩy về tẩy mấy tối không buốt đâu, tại vì lúc mà người ta bán cho mình cái tẩy đấy là người ta bán cho mình luôn cả cái chợ chợ chống buốt luôn ấy. Thế là cái hôm đầu tiên thì buổi tối về sáng hôm sau thì mình cảm thấy hơi hơi một chút xíu ấy, êm tí, xong bắt đầu từ hôm tối thứ hai thứ ba là sẽ không còn một cảm giác gì nữa. Thực ra mọi người cứ bảo là răng khôn mà chưa đau hay các thứ gì là không phải nhổ, nhưng mà thấy bảo là nếu mà không nhổ ấy thì nó bị xô hàm, nó bị lệch hàm ấy. Thế nên là mặc dù rất là sợ nên Phanh vẫn phải đi nhổ cả 4 cái. 2 cái trước là đợt trước là nó do đau quá, cứ cố cố mãi rồi xong cuối cùng vẫn phải đi nhổ. Xong xong bây giờ nhổ tự hôm ngày xưa thì nhổ một phát ở ở trên này, xong lần thứ hai nhổ phát đây. Đấy, thế là nhổ rất kiểu hai bên này, thế bây giờ phải nhổ tiếp cả hai bên này cho đều không nhớ bị lệch. Thế thôi, Phanh chuẩn bị đi nhổ răng đây. Đây hôm nay chụp bạch cho mọi người. Thực ra cái chỗ này là cái chỗ làm quen của Phanh rồi, thì Phanh toàn là tẩy trắng răng mấy cả nhổ răng ở đây thôi. Thế nên là mọi người mà có nhu cầu tẩy trắng hay là nhổ hay là bọc răng sứ thì cứ đến đây mà làm nhá.
Thì là chỗ làm uy tín, bởi vì cũng tìm hiểu kỹ rồi, tại vì cái chủ của cái chỗ thẩm mỹ răng sinh cái gì này thì là làm ở trong bộ y tế, thế nên là rất là đảm bảo. Bây giờ đi nhổ răng đây mọi người ơi. Nhổ răng để Tết ăn Tết cho ngon. Nhổ răng đây. Bác chị Phanh thì được discount chuẩn luôn. Bye bye mọi người nha. Không, bác sĩ lại đợi lâu, lại mắng cho xong khó chịu, nhổ lại đau chết. Bye bye. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Địa chỉ Hiệu Răng ở 150 Trần Duy Hưng em ạ, nha khoa răng sinh nhá. Chị thường xuyên tẩy trắng với cả nhổ răng ở đây. Bye bye mọi người, bye bye anh Béo, bye bye mọi người, anh đi nhổ răng đây. Bye bye.